Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Cú tát của quân giả có thay đổi mọi thứ, Diễm sẽ phản bội ai? Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Độc Đạo. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Tập phim mở ra với không khí căng thẳng tại căn phòng bí mật của quân giả, nơi mà Diễm, người phụ nữ tưởng chừng trung thành tuyệt đối, lại bị quân giả phát hiện là không hoàn thành nhiệm vụ. Sau cú tát mạnh của quân giả, Diễm ngã nhào xuống đất, run rẩy van xin. Cô khẳng định mình đã cố gắng nhưng Hưng Khạch quá cẩn trọng, khiến cô không thu thập được thông tin gì đáng giá. Quân giả vẫn nghi ngờ, nghiến răng hỏi rằng liệu Diễm có đang phản bội ông để phục vụ cho Hồng, kẻ thù tiềm ẩn. Diễm, trong cơn hoảng sợ, phủ nhận tất cả và cố gắng bào chữa rằng Hưng Khạch không tin bất kỳ ai, ngay cả con trai của mình. Sự căng thẳng trong căn phòng chỉ dịu đi khi Dũng Kính lên tiếng bênh vực Diễm, rằng cô không dám phản bội. Sau khi suy xét, quân giả tạm thả lỏng và ra lệnh cho Diễm trở lại nhiệm vụ. Tiếp tục theo dõi Hồng và Tuấn Sắt, tay chân thân tín của Hưng Khạch. Diễm rời đi với ánh mắt sắc lạnh, thầm cay cú vì bị sỉ nhục nhưng vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ, không thể để lộ thân phận thực sự. Khi quay lại địa bàn của Hưng Khạch, Diễm đối mặt với Hồng, kẻ đang dần nhận ra sự bất thường. Hồng, với vẻ ngoài lạnh lùng, cười khẩy khi chất vấn Diễm về sự biến mất của cô cả ngày. Diễm đáp lại bằng một giọng điệu khinh thường, thừa nhận rằng mối quan hệ giữa cô và Tuấn Sắt chỉ là vì lợi ích, không có tình cảm. Hồng tiếp tục đẩy sâu cuộc trò chuyện, cố gắng moi thông tin về mục đích thực sự của Diễm. Anh nghi ngờ cô có thể là một tay chân của quân giả hoặc thậm chí là công an cài cắm. Diễm không hề nao núng trước lời cáo buộc của Hồng. Ngược lại, cô mỉm cười và đáp trả một cách thách thức. Cô tiết lộ rằng mình biết Hồng đang âm mưu điều gì, đặc biệt là về vụ án xảy ra cách đây 20 năm, điều mà chỉ một số ít người biết. Sự tỉnh táo và sắc sảo của Diễm khiến Hồng hoang mang, không ngờ rằng cô lại nắm bắt được bí mật lớn như vậy. Cuộc đấu trí giữa Hồng và Diễm tiếp tục leo thang khi cả hai đều nhận ra rằng họ đang đứng trên những con đường nguy hiểm, đầy rẫy mưu mô và phản bội. Cả hai đều có những bí mật riêng và không ai muốn là người đầu tiên bị lộ. Diễm kết thúc cuộc gặp bằng một nụ cười đầy bí ẩn, cảnh báo Hồng rằng họ nên hợp tác thay vì đe dọa lẫn nhau. Cô rời đi, để lại Hồng chìm trong sự nghi hoặc và lo lắng. Hồng bối rối khi nhận ra rằng Diễm biết quá nhiều về anh, điều này khiến anh phải cân nhắc lại mối quan hệ với cô. Liệu cô thực sự chỉ là một con cờ của quân giả, hay có một âm mưu sâu xa hơn? Hồng bắt đầu nghĩ đến khả năng Diễm có thể đang làm việc cho công an, hoặc thậm chí là một thế lực khác. Trong khi đó, quân giả, sau khi Diễm rời đi, tiếp tục bàn kế hoạch với Dũng Kính. Ông ta tức giận vì mọi thứ đang diễn ra không như dự tính và nhận ra rằng, việc không loại bỏ Hồng từ sớm có thể là một sai lầm lớn. Quân giả lo sợ rằng Hồng có thể liên kết với Hưng Khạch để phản bội lại ông. Tuy nhiên, quân giả cũng hiểu rằng giết Hồng ngay bây giờ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, đặc biệt là nếu Hưng Khạch đã bắt đầu nghi ngờ và đề phòng. Trong những diễn biến tiếp theo, Diễm tiếp tục vai trò của mình ở bên cạnh Tuấn Sắt và Hưng Khạch. Cô vẫn duy trì vẻ ngoài hoàn hảo của một người phụ nữ trung thành, nhưng trong lòng, Diễm luôn cảnh giác cao độ. Những thông tin mà cô nắm giữ có thể gây nguy hiểm cho cô bất cứ lúc nào, nếu bị lộ. Cú tát của quân giả vẫn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, cô không thể phạm sai lầm nữa. Tình hình trở nên ngày càng căng thẳng khi tất cả các nhân vật chính đều có những toan tính riêng. Hưng Khạch, người đứng đầu đầy quyền lực, đang bí mật triển khai một kế hoạch nào đó, trong khi quân giả và Hồng đều âm mưu lật đổ ông ta. Diễm, với vai trò là cầu nối giữa hai phe, phải đối mặt với những lựa chọn sinh tử. Nếu cô giúp Hồng thành công trong việc lật đổ Hưng Khạch, liệu cô có thoát khỏi móng vuốt của quân giả? Ngược lại, nếu cô làm theo lệnh của quân giả, cô có thể bị Hồng phát hiện và tiêu diệt ngay lập tức. Tập phim kết thúc với sự căng thẳng leo thang, khi cả Hồng và quân giả đều không hoàn toàn tin tưởng vào Diễm, và Diễm cũng không biết liệu mình có thể tin tưởng ai. Cuộc chiến quyền lực giữa các thế lực ngầm đang đến hồi gay cấn nhất, và chỉ cần một nước đi sai lầm, bất kỳ ai cũng có thể trả giá bằng mạng sống của mình. Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Độc Đạo. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.